Tổng thống Biden, tôi tin nước Mỹ sẽ không vỡ nợ. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17 tháng 5 tuyên bố ông tự tin có thể đạt được một thỏa thuận ngân sách để giúp nước Mỹ không vỡ nợ. Theo Reuters, ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 17 tháng 5. Phát biểu trên được ông Biden đưa ra trước khi lên máy bay tới Hiroshima, Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G7. Bất chấp các cuộc đàm phán giữa đại diện giới hành pháp và Quốc hội Mỹ, hai bên chưa thể đạt được thỏa thuận nới trần nợ công. Phe Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ, lực lượng chính trị đang kiểm soát Hạ viện, đòi giới hành pháp phải cắt giảm chi tiêu nếu muốn họ phê duyệt thỏa thuận. Phát biểu ngày 17 tháng 5, ông Biden tuyên bố việc nước Mỹ vỡ nợ sẽ là thảm họa. Ông cho biết các nhà đàm phán của hai bên đã gặp nhau vào đêm ngày 16 tháng 5 và sẽ gặp lại vào ngày 17 tháng 5, giờ Mỹ. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng khẳng định ông sẽ vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhóm đàm phán trong chuyến công du tới Nhật Bản. Theo ông Biden, Nhà Trắng sẽ không chấp nhận các điều kiện ảnh hưởng tới nhu cầu về y tế của người dân. Theo lịch trình ban đầu được Nhà Trắng công bố, sau khi rời Nhật Bản, ông Biden sẽ tới thăm Papua New Guinea và tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ QAG tại Australia. Tuy nhiên, giới chức Mỹ ngày 16 tháng 5 cho biết ông Biden sẽ chỉ tới Nhật Bản rồi về nước để tham dự cuộc họp với các nhà lãnh đạo quốc hội nhằm đảm bảo rằng họ sẽ hành động trước hạn chót để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ. Sau thông tin trên, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng cho biết hội nghị của nhóm bộ tứ sẽ bị hủy.